bảy đấy nhá. Cái bột này nó vàng mà không đẹp, cái bột kia cái màu nó nhạt nhạt. Cái đẹp này ha. Bột khác một cái bột anh đi làm. Rồi đặt lên. Cất lên đi. Thật ra đẹp này đó. Đấy, đây đẹp rồi nè. Tự lắm rồi nè. Cũng đẹp hả? Này. Vậy mới được nha. Thôi. Đó, cái đấy ok rồi đấy. Khoảng mấy giây? Khoảng 7 phút, 7 phút mấy không? Hả? 7 phút. Không được rồi, nó ráo thôi nhưng nó đổ ra nhá. Đó, cái đẹp rồi đó, ha. Thấy không? Xé nó một xuống, tao nói cùng nó mới đi. Chú lấy hai cây nữa đâu? Dạ. Chú lấy cái cây lỗ với cây kiếm này mình nhiều dạ. Lắm. Dạ. À, ta tâm. Thấy không? Xé nó nói cái hành này thôi nha. Ông Tùng với ông Mỹ lắm, đi đẹp lắm không? Thì nó rút kinh nghiệm lại nhé. Thì tôi nói vậy ông chịu. Cái đó là đẹp rồi đó, cái đó là ok rồi nè. Ok, ok luôn. Ok thôi, ok nữa. Ok. Ok nữa. Ông má này anh đổ mấy cuốc mấy ly mà nó quyền cái tập đoàn của ta lên. Ông bám bộ không? Đấy, đấy xuống ra giờ đẹp quá không? Đó. Thấy chưa? Đó, cái dạy á. À, xe đánh quá đi. Anh tiền rồi đó. Cái này là chất nấu không? Nó lỡ thuộc phần xét nữa chứ em nói thằng Trinh nó đang nó cầm nè, đang cầm đang loa điếm chứ đâu. Đó, cái đó là em luôn lấy hai cái nữa vậy. Đấy, làm cái cầm. Lấy một cái kính cái cao nhé. Cái nào? Cái này nè. Cái cao quá. Không, cái này bây giờ là cái cái miếng này lót ngang này nè. Ngang cái cây tròn lên. Cạo bây giờ cái trang lúa. Làm cái trang lúa vậy. Nãy bao nhiêu mình. Bây giờ cái trang lúa, cái bầy dưới này lót cái này. Nè, cho dầu nếu mà cho lấy thêm vừa vậy à. Dạ, anh nói nó đâu có nghe mà nó